ơi, JBL S500 Plus đã có mặt bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương rồi. Và không chỉ riêng em đâu, rất nhiều anh em yêu âm thanh đang mong chờ mẫu sản phẩm JBL S500 Plus này xuất hiện bên cửa hàng Tùng Audio từ rất lâu rồi. Và hiện tại bây giờ mới có hàng để phục vụ các bác và anh em chơi dịp cuối năm. JBL S500 Plus là mẫu phiên bản vang cơ lai số cực kỳ hay và đặc biệt, rất nhiều tính năng cho bác và anh em trải nghiệm với một âm thanh sống động nhất với phòng hát gia đình. Có đầy đủ tính năng từ delay, repeat, reverb, có cả echo reverb chỉnh riêng. Exciter lâng tiếng mic thì quá bay bổng rồi. Ngoài ra các cái phần kết nối như USB, cổng quang, dây AV hay đường tín hiệu qua dây hoa sen cho các bác và anh em thì lại rất ổn định với JBL S500 Plus. Với mẫu vang cơ lai số này thì em đánh giá, và không chỉ em đánh giá đâu mà tất cả anh em làm âm thanh cũng như là các bác và anh em đã có dịp và đã có cơ hội sử dụng qua và được trải nghiệm với JBL S500 Plus, đánh giá với mẫu JBL S500 này tiếng cực kỳ hay và chất lượng. Và em đảm bảo rằng những mẫu T10, T18 hay T20 phải ngậm ngùi xếp phía sau với JBL S500 Plus. Và ngày hôm nay Tùng Audio dành cho các bác và anh em một phần quà đặc biệt, đó là 100 bộ sản phẩm JBL S500 Plus này với giá ưu ái nhất 1.800.000 đồng, các bác ạ, không nghe nhầm, 1.800.000 đồng thôi. Với mẫu JBL S500 Plus này em khẳng định rằng không có giá dưới 2 triệu đồng trên thị trường âm thanh Việt Nam ở thời điểm hiện tại, thấp nhất là 2.300.000 đồng. Thế nên anh em nhanh chọn lựa lấy cái cơ hội này, nắm bắt cơ hội này để trải nghiệm một em JBL S500 Plus với phòng hát gia đình, cải thiện hơn tiếng chất âm cho các bác và anh em hát một cái âm thanh sống động và bay bổng nhất với JBL S500 nhé. Và ngay bây giờ cùng với em Tùng thì test một chút về những cái tính năng cơ bản của JBL S500 Plus để xem có điểm gì đặc biệt. Đầu tiên thì anh em có thể thấy một cái giao diện rất đẹp, rất hoành tráng, phiên bản màu trắng cho bác và anh em, sang trọng hết mức. Với phòng hát gia đình thì phiên bản này là một phiên bản cực kỳ đẹp mắt rồi. Mặt màn hình to 4K hiển thị đầy đủ thông số, hơn nữa lại có đèn nét nữa cho bác và anh em thích chơi những mẫu vang cơ lai số có nhiều đèn đóm thì phải có một con JBL S500 Plus này. Và ngay bây giờ cùng với em Tùng bị test chất âm đã. Trước khi nói nhiều về cái dòng sản phẩm này thì anh em hãy trải nghiệm một chút về chất âm, và các bác và anh em hãy đánh giá chất âm ở dưới phần bình luận của video giúp Tùng Audio Hải Dương các bác nhá. Sử dụng ngay mic dây để trải nghiệm âm thanh thì nó mới chính xác là cái chất âm thô của dòng sản phẩm như thế này. Chứ nếu mà em sử dụng những cái mẫu mic cao cấp thì anh em lại không đánh giá được, đúng không ạ? Ngay bây giờ cùng với em Tùng test một chút chất âm. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, các bác và anh em đã nghe qua tiếng chất âm của JBL S500 Plus, và chắc chắn rồi đây là mẫu vang cơ lai số mà em đánh giá là tiếng chất âm quá ngọt cho các bác và anh em chơi phòng hát gia đình. Tiếng chất âm có chiều sâu và không hề kém cạnh so với những dòng vang số hay ở trên thị trường âm thanh Việt Nam hiện tại các bác ạ. Nghe rất là phê, và các bác và anh em nên trải nghiệm, nên nắm bắt cái cơ hội này. 1.800.000 đồng thôi, giá quá hời dành cho tất cả bác và anh em rồi. JBL S500 tiếng chất âm bay bổng hay hơn rất nhiều so với tất cả những cái phiên bản từ trước đến giờ của JBL S500, JBL T10 hay là T18, thậm chí là T20 các bác nhá. Và đi kèm với nó không thể thiếu được mẫu vang cơ lai số cao cấp như vậy, phải có remote điều khiển cho bác và anh em dễ điều chỉnh. Chúng ta chỉ cần nằm ở đâu đó, chúng ta cầm cái điều khiển lên và thao tác một chút được, bác và anh em có thể điều chỉnh được JBL S500 Plus. Tiếng chất âm quá hay. Và bây giờ đến phần rất là quan trọng, nhiều anh em cũng rất thích với em Tùng làm test, đó chính là cái FP chống ú của JBL S500 Plus. Nhiều anh em rất chú trọng và rất quan tâm đến cái FP chống ú của cái con JBL S500 này. Và bây giờ cùng với em Tùng test một chút chất âm nhá. Đây, em sẽ bật mic cho bác. Rồi. Đấy, và em sẽ để ở gần loa, các bác nhìn thấy không ạ? Để gần loa như thế này. Đấy, là các bác và anh em đã biết là cái độ chống ú của JBL nó tốt như thế nào rồi, đúng không? Đấy, nhiều khi anh em để gần loa thì các bác và anh em chỉ cần hơi để cách xa khoảng tầm 1 mét thôi là đã có hiện tượng rú rít rồi. Với những cái dòng vang cơ hay là vang cơ lai số mà kém chất lượng thì chắc chắn rồi, không thể nào mà nó đáp ứng đầy đủ được các cái nhu cầu của bác và anh em. Nhưng với JBL F500 Plus này thì
chất âm hay, giao diện đẹp, tính năng đầy đủ, ngoài ra lại còn chất lượng nữa, thì với 1.8 triệu các bác và anh em bỏ ra thì đúng và xứng đáng với đồng tiền bát gạo quá nhá. Đấy, và luôn luôn có chế độ bảo hành bên Tùng Audio là 12 tháng với JBL S500 Plus. Ngoài ra anh em sẽ được một đổi một trước khi thanh toán. Thì các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thật kỹ. Và đi kèm với nó thì bên Tùng Audio sẽ tặng kèm cho các bác và anh em một đôi dây rắc. Nếu các bác và anh em kết nối với âm ly hay cục đẩy cũng sẽ được tặng một đôi dây rắc như thế này nhá. Đấy, tính ra thì các bác và anh em quá hời rồi, chưa đến 1.7 triệu. Cả tiền ship vào thì chắc chắn rồi, chưa đến 1.7 triệu với một JBL S500 Plus cực kỳ hay này. Và chỉ duy nhất 100 suất thôi các bác nhá, 100 suất thôi, 100 bộ trang bị như thế này thôi. Còn hết 100 bộ trang bị như thế này, bên em sẽ quay lại giá miết 2.300.000 đồng. Thế nên các bác và anh em đừng thắc mắc gì khi các bác và anh em bỏ lỡ cái cơ hội mua JBL S500 giá cực kỳ tốt như thế này. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Các bác và anh em muốn mua trang thiết bị âm thanh giá rẻ, chất lượng thì ngay bây giờ liên hệ với em Tùng. Em xin chào tất cả các bác.